Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nguy cơ chết hàng loạt tù nhân tại Việt Nam vì viêm phổi Vũ Hán có thể tràn vào. Kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đã chủ động phóng thích tù nhân nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu nhà tù. Những tổ chức quốc tế trên khắp thế giới cũng kêu gọi phóng thích những tù nhân dễ bị tổn thương, nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có động thái gì về vấn đề này. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình BBC tại London, Anh Quốc đã có mở diễn đàn Viêm phổi Vũ Hán, Việt Nam có nên cân nhắc việc thả tù hay không? Cuộc thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau xung quanh chủ đề này hết sức nóng bỏng và đặc biệt với Việt Nam hiện nay đang giam giữ rất nhiều tù nhân lương tâm và những tù nhân khác. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A và những người ủng hộ ông khi ông Nguyễn Quang A đã bị ngăn cản khi đến gặp Tổng thống Barack Obama vào những năm 2016. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lúc chính quyền và nhà nước Việt Nam nên cân nhắc và ra quyết định tha hoặc tạm tha đối với nhiều người đang thi hành án vì lý do sức khỏe của họ, cũng như vì an toàn chung cho đất nước, tránh các ổ dịch diễn biến phức tạp và ngay cả những cán bộ quản giáo ở những trại giam này sẽ lây lan ra những người nhà của họ khi dịch bệnh tràn vào các khu nhà tù. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự bày tỏ quan điểm như sau. Tôi nghĩ rằng những người đang bị tù là những đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch này và thực sự là thế giới cũng đang lên tiếng. Hội nhà báo quốc tế hay các hội bảo vệ báo chí có lên tiếng đòi thả các nhà báo bị tù. Tôi nghĩ là phải thả tất cả các tù nhân chính trị và thậm chí cả các tù nhân thường cũng phải tìm cách như thế nào đấy để gần hết hạn thì có thể thả họ ra bằng cách nào đấy để mà giãn mật độ trong môi trường như thế. Trong trường hợp đối với các tù nhân ở Việt Nam thì có lẽ là chính quyền cũng phải hết sức là lưu ý và theo tôi là phải thả các tù nhân chính trị, các tù nhân lương tâm ra. Các tù nhân bình thường thì cũng nên xem xét trừ những trường hợp mà rất là đặc biệt. Nhưng mà những trường hợp sắp hết hạn nên cho người ta ra sớm hơn, những trường hợp khác thì có thể giãn ra hay gì đó. Để một mật độ ở trong trại giam nó bớt đi, để cho khả năng ứng phó của bộ phận y tế ở đó trong tầm quản lý của người ta, ở trong tầm kiểm soát được. Ông nói như vậy. Và chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng thả tù nhân trong chiến tranh chống Trung Quốc vào năm 1979. Đây được coi là một trong cuộc đặc xá tù nhân lịch sử lúc đó. Đây là hình ảnh tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore. Nhà nghiên cứu chính trị tiến sĩ Hà Hoàng Hợp giải thích tiếp như sau. Chúng ta nhìn lại từ năm 1979, từ lúc Trung Quốc xâm lược Việt Nam ở mấy tỉnh biên giới, thì một số trại ở phía Bắc, tức là Lạng Sơn, Quảng Ninh, những trại đông phạm nhân nhất mà người ta thả, và người ta thả trong tình trạng là khi người ta rời trại về Bắc Giang hay Bắc Ninh mà vẫn thấy không an toàn, thì người ta thả. Sau này thì tất cả những người kia lại quay lại và người ta trình diện đầy đủ, và sau đó xảy ra một chuyện người ta gọi là đặc xá, đó gần như là đại xá. Thì không có lý gì, do gì bây giờ mà chính quyền Việt Nam không xem xét việc này. Nói đúng hơn là chúng ta có một số tổ chức phi chính phủ, thậm chí có một số bộ đã có đề nghị với lại Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương rồi đề nghị với chính phủ Việt Nam để xem xét việc làm sao để giảm thả bớt những phạm nhân đang ở trong trại đi, thì nhân việc dịch này để họ có thể được an toàn hơn. Nhưng mà việc thả ra thì tôi nghĩ là không có khó khăn gì cả và hy vọng rằng người ta sẽ sớm xem xét. Tại vì vừa rồi, ông Thủ tướng cũng đã ký một nghị định quan trọng. Nghị định gọi là tha tù có điều kiện. Có nghĩa là nghị định như thế thì lúc này nên áp dụng luôn. Nhân lúc này dịch lớn, để cho những người dễ bị tổn thương ấy, nhất là những người tù mà sức khỏe người ta kém. Những người mà khi trở về nhà người ta không có làm một cái gì ấy mà ảnh hưởng đến người khác thì nên làm như thế và làm càng sớm càng tốt. Ông nói như vậy. Và điều kiện giam giữ tại Việt Nam thường là 50-70 người một phòng lớn. Nếu xảy ra lây nhiễm thì rất dễ lan rộng, trong khi điều kiện y tế của các trại là rất hạn chế. Đây là hình ảnh blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, đã tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi điện chúc mừng trong ngày đầu tiên được trả lại tự do vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Nhà hoạt động xã hội và truyền thông ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blog Ba Sàm, một cựu tù nhân chính trị cho rằng việc thả tù nhân là cần thiết và đề xuất như sau.
cần có những giải pháp mềm dẻo để giảm khó khăn cho phạm nhân. Ví dụ như cho tăng trọng lượng hàng, số lần gửi bưu phẩm hàng tháng, cho phạm nhân vay tiền nếu có nhu cầu để mua nhu yếu phẩm, đồ ăn, cho truy nhận tăng trọng lượng quà khi được trở lại bình thường sau đợt dịch, v.v. Vì từ năm 2018, Bộ Công an có thông tư mới hạn chế trọng lượng quà thăm thân chỉ có 5kg, tức là hàng chục năm trước không bị hạn chế trọng lượng như vậy. Ngoài ra cũng nên tăng khẩu phần ăn hàng ngày cho phạm nhân, đặc biệt là rau xanh vì thực tế nhiều năm nay bữa ăn của phạm nhân không đủ chất. Lao động vất vả, ai không có thăm nuôi thì hết sức khó khăn. Cũng nên giảm giờ, cường độ lao động trong thời gian dịch bệnh. Hiện đã có nhiều nhà nước thả tù nhân để tránh lây nhiễm. Cũng có những tổ chức quốc tế kêu gọi về vấn đề này. Dịch bệnh có thể kéo dài, Việt Nam nên xem xét. Nếu có thể, để tránh thủ tục hành chính rườm rà nên tập trung vào các trường hợp già yếu, là diện dễ lây nhiễm, khả năng kháng bệnh thấp, hoàn cảnh khó khăn, án còn lại ngắn, không thuộc loại tội phạm cho xã hội, ví dụ như tội vô ý gây thương tích, điều khiển giao thông chẳng hạn. Không nên tổ chức bình bầu dựa trên quá trình cải tạo như dạng giảm án, rất hình thức, mất thì giờ, thậm chí nảy sinh tiêu cực. Biết là việc này rất khó ở Việt Nam, vì nếu muốn cũng phải trao đổi giữa ba ngành tư pháp, mất nhiều thời gian, nhưng thời gian dịch còn có thể kéo dài. Khả năng xảy ra tới đâu chưa rõ, nên theo tôi vẫn rất cần tính ngay từ lúc này. Ông nói như vậy. Và bên cạnh đó có ý kiến cho rằng chính các nhà tù, trại giam là môi trường an toàn nhất để giúp người đang thi hành án cách ly với dịch bệnh và qua đó đảm bảo được sức khỏe, tính mạng cho họ. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, cựu tín nhân chính trị, người đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức, có quan điểm ngược lại với các quan điểm trên và cho rằng, ông nói, trong hoàn cảnh dịch bệnh đang bùng phát và đã có lệnh cách ly toàn xã hội thì những người đang ở trong các nhà tù, trại giam là nơi an toàn nhất. Bởi vì bản thân các nhà tù, trại giam đã là những nơi cách ly hoàn toàn khỏi xã hội rồi và ở đó rất dễ dàng cho các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Các nhà tù, trại giam rất dễ thực hiện các biện pháp như tạm ngưng việc thăm gia đình, thân nhân, nếu gửi đầy tiếp tế thì gửi tiền qua bưu điện. Các cai tù và những người làm việc tại đó cũng bị cấm rời khỏi trại giam. Vậy nên nguồn dịch từ bên ngoài không thể thâm nhập vào các nhà tù và trại giam. Thời gian tôi ở tù thì tôi thấy điều tốt duy nhất mà các nhà tù, trại giam của nhà nước Cộng sản có thể làm được là ngăn ngừa dịch bệnh. Bởi nếu họ làm không tốt thì ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của hàng nghìn tù nhân và người bị tạm giam. Còn việc thả tự do cho các tù chính trị và thường phạm thì nên thực hiện ngay sau khi dịch bệnh đã được dập tắt hoàn toàn. Bởi vì đã nhiều năm và đặc biệt là từ khi ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế chủ tịch nước thì chưa có một đợt đặc xá nào. Và cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet vào hôm 25 tháng 3 năm 2020 cho rằng các nước phải có nhiệm vụ bảo vệ tù nhân trước đại dịch viêm phổi Vũ Hán bằng cách phóng thích những người dễ bị tổn thương nhất. Đây là hình ảnh cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet. Trong một tuyên bố, bà Bachelet cho biết như sau. Viêm phổi Vũ Hán bắt đầu tấn công vào các nhà tù, các trung tâm giam giữ ở người nhập cư, trung tâm chăm sóc người già, cũng như bệnh viện tâm thần. Nó có nguy cơ lây lan qua các quần thể dễ bị tổn thương như vậy. Do đó, chính phủ và nhà nước nên tìm cách phóng thích những người đặc biệt là dễ tổn thương với viêm phổi Vũ Hán, gồm những tù nhân lớn tuổi bị bệnh cũng như người phạm tội có nguy cơ thấp. Theo bà, các cơ sở giam giữ ở nhiều quốc gia đang trong tình trạng quá tải. Tù nhân bị giam giữ trong điều kiện mất vệ sinh, trong khi thiếu các dịch vụ chăm sóc y tế, khiến họ và nhân viên quản giáo rất dễ bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán và từ đây có thể kéo lê về nhà. Cao ủy Bachelet nhấn mạnh, việc tự cách ly trong điều kiện như vậy quả thực là không thể được, từ đó có thể dẫn tới thảm họa. Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Tự do Tôn giáo Quốc tế kêu gọi các chính phủ thả tù nhân tôn giáo của họ trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay. Phát biểu trong cuộc họp ngắn vào ngày 2 tháng 4, ông cho biết như sau. Đó là một động thái tốt vì sức khỏe của chính cộng đồng, các quốc gia đó. Còn về mặt đạo đức thì rõ ràng đây là một hành động đúng đắn. Thật không may, hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới, một số tù nhân tôn giáo vẫn đang bị giam giữ. Ông Brownback đã kêu gọi một số quốc gia thả tù nhân tôn giáo bao gồm Iran, Việt Nam, Nga, Eritrea và Trung Quốc. Và cũng khắp nơi trên thế giới, các nước như Iran, Mỹ, Afghanistan, Canada, Đức, Ba Lan đều thả bớt tù nhân,
Đặc biệt, lời kêu gọi của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cũng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều quốc gia khác. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ William Barr. Trong các thống kê chính thức, Iran cho đến nay đã phóng thích tạm thời 85.000 tù nhân. 10.000 người trong số này được ân xá. Tại Canada, 1.000 tù nhân ở tỉnh Ontario đã được thả cách đây ít lâu. Hiện giới luật sư tại đây đang làm việc với các công tố viên trong nỗ lực nhằm phóng thích thêm nhiều tù nhân khác. Sudan cũng đã thả hơn 4.000 tù nhân. Hưởng ứng lời kêu gọi của bà Bachelet, giới chức Afghanistan vào hôm 26 tháng 3, cho biết sẽ phóng thích ít nhất 10.000 tù nhân trên 55 tuổi trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán. Song, những tù nhân được thả sẽ không gồm các thành viên của phiến quân Taliban hoặc tổ chức tự xưng Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr vào hôm 26 tháng 3 chỉ thị cục nhà tù BOP cho phép quản thúc tại gia đối với các tù nhân lớn tuổi thỏa mãn các điều khoản cơ bản nhằm giảm thiểu sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán trong hệ thống nhà tù ở xứ này. Trong bản ghi nhớ gửi tới giám đốc BOP Mitchell, Bộ trưởng Barr cho rằng quản thúc tại gia có thể hiệu quả hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của tù nhân. Và tại Việt Nam cũng bắt đầu áp dụng các biện pháp ngăn chặn lây lan cúm Vũ Hán đối với các nhà tù, nhưng họ vẫn chưa thả những tù nhân ở đây. Đây là hình ảnh Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tại Cà Mau. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định tạm thời ngưng công tác thăm nuôi tại các trại tạm giam và giam giữ trong tỉnh để phòng chống lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Và ngay tại Ba Lan cũng đã đưa ra các động thái tương tự. Bộ Tư pháp nước này cho biết một số tù nhân sẽ thi hành phần còn lại của bản án tại nhà và được theo dõi bằng các thẻ điện tử. Trong khi đó, Anh cũng đang cân nhắc xem liệu có biện pháp và áp dụng các chương trình phóng thích tù nhân tạm thời hay không. Còn Nordrhein-Westfalen, bang đông dân nhất nước Đức mới đây, tuyên bố sẽ thả 1.000 tù nhân gần mãn hạn. Ethiopia cũng tuyên bố sẽ thả 4.000 tù nhân. Từ tháng 2 năm 2020, đã có thông tin bắt đầu hạn chế việc thăm thân, gửi quà cho gia đình phạm nhân. Và từ ngày 3 tháng 3 năm 2020, Cục trưởng Cục Trại Giam có thông báo chính thức sẽ tạm dừng việc này cho đến tháng 3. Đến nay là tháng 4 rồi, vẫn chưa nghe tin có tiếp tục tạm dừng việc thăm thân hay gửi quà hay không. Và hiện Việt Nam đang trong quá trình cách ly xã hội theo chỉ thị 16 và giới chức Việt Nam vẫn tự tin kiểm soát được tình hình, việc phóng thích tù nhân có lẽ vẫn còn là một câu chuyện xa vời với nhà nước cộng sản này. Là một trong những quốc gia có bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán từ sớm ngày 23 tháng 1 năm 2020, nhưng cho đến nay nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có động thái gì trong việc thả tù nhân để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Mặt khác, họ lại tăng cường đàn áp và bắt bớ, phạt thêm những người dân bày tỏ suy nghĩ cá nhân của mình về đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên các trang mạng xã hội. Ở đất nước này, chỉ có Đảng Cộng sản lạc hậu và đầy đau khổ mới là chân lý. Và khi Đảng sai, thì người dân có một ân huệ là được im lặng và nhận mọi hậu quả thảm khốc mà nó đem lại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được các bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.